Mến chào các bạn đã quay lại kênh hướng dẫn viết chữ nho trong Nông Y. Hôm nay mình tiếp tục làm với bài Tinh nghi bí mật phần 2. Mình bắt đầu viết. Dương. Tự. Cường. Phần dương tự mạnh. Nhi là mà. Bắc là chẳng là không. Năng là hay thường. Bế là đóng kín lại. Mạch. Bế mặt nó đắp dấu kính lại. Tắt thì âm. Tiết tả, tiết tả là nó làm rỉ chảy ra. Nhi là mà. Âm, phần âm. Khí là phần khí. Kiệt là cạn. Tuyệt là cạn dứt. Hỷ là vậy. Âm, phần âm. Khí, phần khí. Hòa, điều hòa. Bình
Dương, thằng Dương. Khí, phần khí. Bế là đóng. Mặt là kính. Là thay. Tinh, thần tinh. Thành. Chi. Dụng. Nếu mà tinh là dương khí mà giữ kính thì tinh thần mình mới dùng đến nó được. Thường ngày. Ít là có ít. Trị. Giả là sẽ dùng tinh thần mà sử dụng đến nó mà có ích. Bí. Tinh. Nghi. Bí tinh thì nên. Dụng dùng đến phục là uống. Kim là vàng. Kim tỏa là tỏa là cái vòng. Vòng vàng.
tư là nghĩ đến tiên, là người tiên. Đơn, đơn là một loại thuốc chế biến làm viên. Đại, phụng, phụng là con cầm. Tủy là phần tủy. Đơn, bí, chanh. Hoàng, ngọc, lỗ, hoàng, kim, tỏa, hoa. Ở đây hết bài rồi. Chào tạm biệt các bạn.